Muni Ma Muni.
Thái tử ơi, đừng khóc nữa mà, ta sinh con đó, nín đi. Nín đi mà, ta thương. Ta không hiểu tại sao mà thái tử cứ khóc suốt, không chịu nín gì nè. Thái tử ơi, ta xin con nín đi mà. Thưa lệnh bà, chắc có ánh mắt gian tà nào đó đang nhìn trộm thái tử. Nessica, người mau lấy hương xua đuổi tà khí đi. Thái tử giống mẹ của ngài quá. Hoàng hậu Ma Gia đêm về cũng rất khó ngủ. Chúng con phải dùng đủ mọi cách để dỗ giấc ngủ cho người. Thoa dầu lên gối, hát ru, tấu nhạc nữa. Sabati, còn ta nghe tiếng sáo của em nên đã nằm yên rồi. Hoàng hậu nhìn kìa, tiếng sáo trúc êm tai làm cho thái tử ngủ thiếp đi rồi. Làm gì vậy Magala? Phu quân ạ, mắt chàng bị làm sao vậy? Mắt của ta có gì đâu. Nếu mắt bình thường thì tự nhìn cũng phải thấy chứ, sao phải hỏi câu làm gì vậy Magala? Được rồi, vậy thì phu nhân thắp nến để làm cái gì? Hỏi hay lắm. Chúng ta thường hay thắp nến vào dịp nào vậy? Lúc có lễ hội. Hôm nay chính là một ngày lễ. Lễ gì hôm nay? Tiên nhân Ashita đã tiên đoán cho tương lai của Devadatta. Tiên đoán gì chứ? Không phải ông ta đã đoán tương lai thái tử sao? Đúng rồi, phụ quân nói không sai. Lời tiên tri là cho Siddhartha, nhưng mà lời nói đó rất liên quan đến Devadatta. Nói vậy nghĩa là sao? Phụ quân à, người phải cố mà suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nếu như Siddhartha rời khỏi hoàng cung tu khổ hạnh thì dương vị sẽ trở thành của Devadatta rồi. Ta phải khâm phục tài năng của nàng. Có người vợ như phu nhân, ta còn gì may mắn hơn nữa chứ. Nhưng giới thiếp thì lại thấy bất hạnh đó. Sao nàng nói vậy? Nếu như phu quân có giả tâm thì sớm đã làm vua rồi. Mangalata đâu cần phải tự lo cho mình. Không còn xa nữa đâu, phu nhân sẽ được làm quốc mẫu. Devadatta đâu rồi? Bệ hạ chơi với con đi, con muốn đấu kiếm với người. Ngài không được, để ta nghỉ ngơi. Không, chơi với con đi mà. Bây giờ không được. Không mà, con muốn chơi bây giờ à. Nó không được, mau ra ngoài ngủ đi, mau. Tại sao cứ làm việc ta hoài vậy? Con trai à, Devadatta, đứng dậy. Đứng dậy đi con. Đừng khóc nữa. Nghe mẹ nói đây, bệ hạ bây giờ đã không cần con nữa rồi, con biết không? Ngài đã có con trai của riêng mình rồi. Mangala, khách nói gì đó? Thực tế là vậy mà thưa bệ hạ. Hành động của người cũng là chuyện tự nhiên thôi. Lúc thái tử chưa chào đời thì Devadatta của thiếp
là người mang niềm vui cho cuộc sống buồn tẻ của bệ hạ chẳng phải sao? Xin bệ hạ đừng trách lỗi, tha thứ cho con trai của thần thiếp đã quấy rầy sự yên tĩnh của bệ hạ. Chúng ta đi thôi Devadatta. Nín, nín ngay đi. Mẹ bảo con nín, con nghe chưa? Câm miệng lại cho mẹ. Câm miệng lại. Mandala, chỉ làm ơn nhỏ tiếng thôi. Siddhartha đang ngủ mà. Có chuyện gì mà con khóc vậy? Nói cho ta nghe con. Hôm nay bệ hạ đang cúi đầu trầm ngâm, rồi trút giận lên đầu của Devadatta. Bệ hạ hả? Tại sao? Tất cả là do hoàng hậu. Sao lại tại ta? Chẳng lẽ người đã quên hết những gì hứa với hoàng hậu Maya rồi sao hả hoàng hậu Bajabati? Lệnh bà đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho hai người họ mà. Vậy mà bây giờ người chỉ để tâm lo cho thái tử mà thôi. Người đã quên mất nỗi đau âm ỉ trong lòng bệ hạ rồi. Lệnh bà có thể là người mẹ tốt, nhưng chưa chắc là người vợ tốt có trách nhiệm. Giờ này lẽ ra bệ hạ phải ở trong tẩm cung của lệnh bà nghỉ ngơi chứ. Vậy mà bệ hạ vẫn phải đơn độc một mình. Tuy lệnh bà là hoàng hậu, nhưng so về tuổi thì thiếp lớn hơn. Cũng chỉ vì thiếp lo lắng cho lệnh bà nên mới nói những lời trung thực khó nghe đến như vậy thôi. Đừng bao giờ để chồng mình cô đơn, đó là lời khuyên chân tình của ta đó. Mong là lệnh bà sẽ hiểu cho thiếp. Ta đi thôi Devadatta. Bệ hạ đâu rồi? Bẩm hoàng hậu, bệ hạ ra ngoài luyện kiếm rồi. Con trai bệ hạ cuối cùng sẽ làm nhà tổ hạnh, ngài sẽ thắng mọi cuộc chiến trong đời. Đó là cuộc đấu tranh với tình cảm của chính bản thân ngài. Thái tử tuy sinh vào dòng tộc sát đế vị, nhưng số mạng đã định, ngài sẽ là nhà khổ. Bệ hạ à? Bệ hạ tha tội. Không phải lỗi của ngươi, là do ta sơ ý thôi. Bệ hạ, giờ có phải là giờ luyện kiếm đâu chứ? Ta không chợp mắt được, nỗi lo như lửa cháy, ngọn lửa dựng trong lòng khó kìm được, cho nên ta phải. Ngài nói thật cho thần thiếp nghe đi, việc gì đã khiến cho ngài lo lắng tới như vậy hả? Hoàng hậu à, ta không thể ngồi nhìn gia tộc của ta bị chia rẽ như vậy. Là một sắc đế lỵ mà lại buông bỏ vũ khí thì không được. Ta muốn con trai của ta phải trở thành một dũng sĩ vĩ đại, không thể cho nó tự ý theo con đường khổ hạnh. Nó phải được làm quen với cảnh đổ máu tang thương chết chóc. Làm sao ta có thể cho nó đi theo con đường truyền đạo và cầu nguyện được chứ? Ta không đời nào chấp nhận. Người mà bệ hạ đang nói tới là ai vậy? Thái tử Siddhartha, lời tiên tri của Asita vẫn cứ văng vẳng bên tai của ta. Bệ hạ không nên quá lo lắng về chuyện đó. Tương lai vốn dĩ không ai được trước được. Chúng ta phải bao lần khấn cầu, khó khăn lắm mới có thể có được đứa con trai này, vậy mà nó lại muốn bỏ đi tôi. Việc đó sao có thể xảy ra được chứ? Lời của tiên nhân Asita đã phán thì xưa nay chưa hề sai. Nhưng mà ai có thể biết trước được tương lai sẽ như thế nào? Xin bệ hạ đừng quá lo. Vậy thì ta hỏi nàng, ý của nàng như thế nào?
trước giờ y phục của Khổ Hạnh, thậm chí là cờ phướn của hoàng gia. Tất cả những thứ đó đều phụ thuộc vào sự quyết định của bệ hạ đây. Dương Nhi lại là con của chúng ta. Chúng ta có thể nuôi dưỡng dạy dỗ nó, trở thành một người như chúng ta mong muốn. Thiếp nghĩ là bệ hạ hãy bàn việc này với quốc sư đi. Quốc sư nhất định sẽ có cách mà. Ý cô nàng rất hay. Bẩm hoàng hậu, lời đề nghị của lệnh bà thật quý báu. Nếu mỗi gia đình đều trồng cây để tưởng nhớ người thân, sẽ thấy thế giới luôn có màu xanh, sự yêu thương cũng lớn dần. Cây được trồng vào đất, cầu mong cho mỗi hoài niệm của hoàng hậu Maya cũng lớn dần, mãi mãi làm bạn với mẹ đất. Hoàng hậu Mahamaya, hoàng hậu Mahamaya, hoàng hậu Mahamaya. Mời bệ hạ hồi cung. Quốc sư à, ta có một chuyện rất quan trọng muốn được thỉnh giáo với ngài. Xin bệ hạ cứ nói. Chắc ngài cũng từng nghe lời tiên tri của tiên nhân Ashita, số mạng của thái tử sẽ làm nhà Khổ Hạnh. Nhưng ý ta lại muốn thái tử phải thành chuyển luân thánh dương, cai trị cả thế giới này. Nhưng ta thật sự rất lo lắng cho tương lai của thái tử, quốc sư à. Bệ hạ hãy nhìn dòng sông đang chảy xiết kia. Nếu muốn thay đổi dòng chảy của nó, bệ hạ sẽ làm thế nào? Thì ta sẽ đào dòng sông mới để thay đổi hướng chảy của nó. Vậy là giải quyết được vấn đề rồi. Nhưng nước luôn chảy về xuôi, không thể thay đổi dòng chảy. Vậy thì chúng ta sẽ ngăn dòng nước lại, có thể đắp bờ làm đê để nước chảy theo ý muốn của ta. Cuộc đời thái tử không khác gì dòng sông ấy. Ngài muốn thái tử thành một chiến sĩ thì phải lấy tinh thần của sắc đê lì để nuôi dạy thái tử, ngăn cản thái tử đi tu. Phải cho thái tử tránh xa những cảm xúc từ bi và đồng cảm. Bản thân tiên Ashita là người tu Khổ Hạnh. Ông ta nghĩ thái tử vĩ đại là vì thái tử đi tu. Nhưng mà ngài là một sắc đế lỵ, ắt sẽ muốn thái tử thành chuyển luân thánh dương. Dùng phương pháp của sắc đế lỵ dạy cho thái tử, rèn luyện thân thể khỏe mạnh, luyện tập các môn võ thuật, dạy cho thái tử biết cách cưỡi ngựa và kỹ thuật chiến đấu với quân thù, tránh xa những cảm xúc từ bi và đồng cảm. Những thứ ấy luôn luôn khiến người ta muốn đi tu. Là bệ hạ, sao người lại đi một mình? Đây chính là cơ hội của ta. Mangala, thần thiếp cảm thấy rất vui vì lâu rồi mới được nghe bệ hạ gọi tên của thần thiếp. Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với Khanh đây. Khanh không sao chứ? Thì ra đây là thật chứ không phải trong mơ. Bệ hạ vừa nói là muốn nói chuyện với thần thiếp có đúng không? Hôm nay là ngày gì đây hả bệ hạ?
có chuyện gì đang xảy ra sao? Ta muốn cả hai chúng ta sẽ chăm sóc cho thái tử. Nếu ngài muốn, thần thiếp có thể chăm sóc cho cả ngài nữa. Khanh không được đi quá giới hạn cho phép của mình đó. Thật ra có một vài ham muốn bản thân chúng ta không thể giải thoát được đâu bệ hạ. Sao Khanh lại phải nhắc lại chuyện cũ? Bởi vì thần thiếp chưa bao giờ quên được chuyện cũ cả. Suy cho cùng, Basabate có gì tốt đẹp? Mà tại sao ngài phải cưới cô ấy về làm vợ hả? Còn thần thiếp, thần thiếp phải cam lòng chấp nhận gả cho em trai của ngài. Thần thiếp chỉ muốn làm vợ của ngài thôi, bệ hạ có hiểu không? Mọi việc đã qua rồi, Mangala. Nhưng trong lòng của thiếp thì vẫn chưa thể quên được điều đó đâu bệ hạ. Đã vậy thì trẫm nói cho Khanh biết đây. Ta kết hôn lần thứ hai chỉ vì chiều lòng hoàng hậu Maya thôi. Pasapati là em của hoàng hậu, ta đối với Pasapati như thế nào còn chưa biết nữa. Huống gì nghĩ đến chuyện tơ tưởng đến việc khác. Hãy chấp nhận thực tế, vui vẻ sống với nhau đi, không thì gia tập nổi loạn. Khi đó chúng ta sẽ khó mà tránh khỏi cuộc nội chiến Mahabharata đã từng xảy ra. Nghe đây bệ hạ Suddhodana. Trước đây cái ta muốn chỉ là giành được ông mà thôi. Nhưng bây giờ điều mà ta muốn là vương quốc của ông nữa. Dù không được làm hoàng hậu của Kapilavatthu thì ta cũng nhất quyết sẽ làm hoàng thái hậu trong tương lai. Ta muốn tận mắt thấy thái tử Siddhartha rời khỏi hoàng cung đi tu. Nếu không thì Mangala này tha chết còn hơn. Bẩm hoàng hậu, người thấy thế nào? Hoàng hậu Pasapati, thần có thể vào được không? Dương thúc à, ngài không cần phải đa lễ như vậy đâu mà. Xin mời vào trong này. Khỏe chứ Sắc Đế Lị? Đừng quản lên như thế, ta là chú của con đây mà. Thưa hoàng hậu, bệ hạ sai mang đồ đến cho thái tử. Đồ hả? Cho thái tử à? Sao lại là tấm da bằng sắt? Thưa hoàng hậu, xin hãy đắp nó lên người của thái tử khi thái tử ngủ. Đây chính là mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ mong thái tử sẽ làm quen với những thứ bằng sắt, tiếp xúc thường xuyên sẽ khống chế được nó, đến lúc cầm bảo kiếm sẽ không còn cảm thấy khó khăn. Dương huynh của ngài hiện giờ đang ở đâu? Thần không rõ, thưa hoàng hậu, bệ hạ đang lo chuyện cơ mật. Các khanh đều đã biết lời tiên tri của tiên nhân Ashita, nhưng ta không muốn thái tử bỏ đi tu. Muôn tâu bệ hạ, thường người ta đến tuổi già yếu mới nghĩ đến chuyện đi tu thưa bệ hạ. Hoặc là quá đau buồn, đôi khi cũng có suy nghĩ đó. Đau thương à? Vậy thì không được để thái tử thấy cảnh đau thương. Và vấn đề bệnh tật về thể xác cũng không ngoại lệ thưa bệ hạ. Bởi vì họ mong được thoát khỏi cái khổ của xác thân. Nói cho dễ hiểu thì người bệnh tật mới buông bỏ cuộc đời. Như vậy thì chúng ta phải để cho thái tử tránh xa những thứ đau thương bệnh tật. Và cả người già yếu tuyệt đối không được để cho thái tử tiếp xúc. Nhưng điều này khó làm thưa bệ hạ. Trên vương quốc bao giờ cũng có người nghèo đói, già yếu bệnh tật, làm sao Siddhartha tránh xa được à?
tâu bệ hạ, thần có một cách. Khanh có cách gì? Hãy đưa những người dân nghèo khổ ấy sống ở một nơi khác. Thưa bệ hạ, chúng ta hãy sơ tán những người bệnh tật, già nua, nghèo đói ra khỏi thành Kapilavatthu để cách ly bọn họ với chúng ta. Sao có thể được thưa tướng quân? Không thể làm như vậy. Lo cho dân chúng là trách nhiệm của chúng ta, làm như vậy là không công bằng. Ta tuyệt đối không làm điều gì bất công. Ta sẽ cho họ một đời sống thoải mái hơn. Ý bệ hạ là sẽ sắp xếp ổn thỏa, người bệnh được chữa trị, người nghèo được ấm no, người già cũng được kính trọng. Các khanh có tán đồng ý của ta hay không? Vừa đạt được mục đích của ta, vừa giúp cho dân chúng mưu sinh. Xin bệ hạ thứ tội, người đông như vậy, bệ hạ dời họ đi đâu? Hơn nữa, chúng ta cần phải cho họ tự nguyện ra đi. Vậy thì phải tìm cách thuyết phục họ. Nếu thuyết phục vô hiệu thì sao? Vậy thì chúng ta đành phải dùng vũ lực mà thôi. Nhất định họ phải tuân theo lưỡi kiếm của chúng ta. Ta sẽ nhanh chóng cho xây một thành mới, và nó sẽ nằm bên kia ngọn núi. Những người này sẽ yên ổn và sống ở đó. Xin bệ hạ thứ tội, một sắc lệnh lớn như vậy chúng ta không thể tự quyết định được, nên bàn bạc cùng tộc Sakya. Mềm dẻo hay cứng rắn cũng được, bằng mọi cách phải khiến cho họ chấp nhận chuyển đến thành mới. Ta tuyệt đối không để cho thái tử bỏ đi tù. Việc này ý ta đã quyết, không cần phải bàn cãi gì nữa. Các khanh cứ theo đó mà làm. Thưa bệ hạ, thần xin đảm bảo, bọn họ ai cũng rõ, đối với kẻ tham lam thì dùng tiền, kẻ yếu thì phải dùng vũ lực. Sẽ không ai dám phản đối việc này, rồi mọi thứ sẽ như ngài mong muốn. Buông tâu bệ hạ. Ta gấp rút triệu tập các khanh đến để cùng bàn bạc một chuyện. Ta muốn xuất quân chinh phạt hai nước Kosala và Magadha. Có điều gì không ổn sao? Lẽ nào các vị trong đây không đồng ý mở rộng bờ cõi Kapilavatthu? Tâu bệ hạ, khơi dậy chiến tranh với họ có nghĩa là ta tự hủy diệt mà thôi. Đúng như vậy. Đây là sự nghiệp vĩ đại của 20 năm sau. Hôm nay chúng ta gieo hạt thì ngày mai mới được thu hoạch. Vì thắng lợi tươi sáng trong tương lai về sau, chúng ta cần có một vị thống soái. Người đó phải mưu trí hơn người, phải là một bậc quân vương uy danh lẫy lừng. Kẻ thù khi nghe tên phải khiếp sợ. Ai có thể được như vậy hả? Người đó chỉ có thể là quốc vương của chúng ta, người được muôn dân tung hô. Thái tử của chúng ta chính là người có đầy đủ phẩm chất này. Quốc sư đã tán thành ý kiến của ta, cho nên ta nghĩ chúng ta nên dùng đường lối cứng rắn để lãnh đạo nhân dân được vững mạnh, xa lìa khổ nạn, không lo không buồn. Cũng vì tương lai đó, ta mới đề nghị cho xây một thành mới, để cho tất cả người già, người nghèo khó và cả người bệnh trong thành Kapilavatthu chuyển hết về đó.
để lớp trai tráng bớt phải lo lắng gánh nặng của gia đình, để cho họ tập trung sức lực, một lòng chiến đấu cho vương quốc phồn thịnh, để cho bá tánh được ấm no hạnh phúc. Đề nghị của trẫm, các khanh có ý kiến gì khác không? Không biết các bồ lão tộc Sakia có cầu kiến gì khác hay không? Không biết là các ngài có đồng ý với quyết định này chứ? Im lặng là đồng tình. Nếu như vậy thì sắc lệnh này sẽ được nhất trí thông qua. Đúng rồi. Quốc vương Sudo Dana. Dạng tôi. Quốc vương Sudo Dana. Dạng tôi. Quốc vương Sudo Dana. Dạng tôi. Bà là ai vậy? Tao là bà của nô tỳ. Bà rất giỏi chú thuật, phu nhân cần gì cứ yêu cầu. Phu nhân, phu nhân hãy giữ kỹ cái hạt hạnh nhân này ha. Hôm nay chắc chắn phu nhân sẽ có tin rất vui. Tin tôi đi mà ha. Được rồi, được rồi, lui ra đi. Nhận được tin vui rồi, phu nhân hãy dứt nó vào nước nha. Ta biết rồi, lui ra đi. Đi. Bà ta là ai vậy? Là phù thủy. Sao? Phu quân sợ, đúng không? Là bà của Kamuka thôi. Nghe nói bà ấy rất giỏi chú thuật. Hả? Nói cho tiếp nghe đi. Hội nghị tộc Sakia sao rồi? Lệnh xây dựng thành mới của bệ hạ đã được thông qua. Thành mới gì chứ? Nghe đây. Vì lợi ích cho dân chúng trong thành Kapila Batu, bệ hạ Sudo Dana đã ra sắc lệnh anh minh. Sắc lệnh hả? Chưa từng có quốc vương nào làm được như vậy. Đây là một sắc lệnh mang lại lợi ích cho đất nước. Nghe đây. Mọi thứ đều là do bệ hạ âm thầm quyết định. Mà tỏ ra được vậy anh minh, đã vậy dân chúng còn tung hô bệ hạ và Siddhartha nữa. Thành mới sao? Có thật như vậy không? Trong lịch sử từ trước tới nay, ta chưa từng thấy vị quốc vương nào khẳng khái như vậy hết. Còn cho thái tử Siddhartha được sống lâu muôn tuổi. Việc lớn hỏng rồi. Xây thành mới cho dân sao? Ông ta đang muốn che mắt dân chúng. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chúng ta phải vạch trần sự giả tạo của ông ta. Phải cho dân chúng biết sự thật này. Sudo Dana sẽ tự chuốc nhục, và thái tử Siddhartha sẽ được xem là mối hiểm họa. Ai sẽ làm việc này? Kamuka. Mọi người đến thành mới an cư lạc nghiệp. Tất cả những người nghèo, người già và người bệnh, trong 2 ngày tới phải rời Kapila Batu để tới thành mới. Quyết định này là vì phúc lợi cho dân chúng, nên quốc vương muốn con dân của mình ủng hộ cho ngài hết lòng. Bởi vì thật sự ngài không muốn dùng vũ lực ép buộc dân chúng. Họ đang nói gì? Tôi không hiểu. Sao bệ hạ lại đối xử với chúng ta như vậy? Đề nghị khẳng khái như vậy, chắc hẳn có mục đích mờ ám. Chúng ta rời khỏi nơi này,
làm sao khác gì đi đến vùng đất chết. Là không hiểu gì hết. Mà trời ơi, chúng ta sẽ không được về đây nữa đâu. Mọi người có biết mối họa chính là ai không? Chính là thái tử Siddhartha. Bệ hạ không muốn thái tử thấy cảnh đau thương, bằng không thái tử sẽ bỏ đi tu. Thái tử sinh ra để làm gì? Bệ hạ chỉ nghĩ tới con trai cưng của mình thôi, không có ngó ngàng gì tới chúng ta hết. Đúng là không hiểu gì hết. Chúng ta cứ nghĩ thái tử sẽ mang đến những điều may mắn, vậy mà lọt lòng chưa bao lâu thì mẫu thân qua đời rồi. Bây giờ ha, vì thái tử dân chúng lại bị đuổi ra khỏi thành Kapilavastu. Như vậy mà là thái tử gì chứ hả? Bệ hạ đã ban sắc lệnh đáng sợ bổng hoàng hậu. Thiếp cũng biết ai làm cha mẹ cũng vì tình thương con, nhưng không ngờ bệ hạ lại tàn khốc vô tình đến như vậy đó. Thật là không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bệ hạ đã ra lệnh, người già, người nghèo và cả người bệnh nữa phải rời khỏi thành Kapilavastu. Tại sao? Tất cả vì thái tử Siddhartha. Vì có như vậy thì thái tử mới tránh xa được nỗi đau thương. Không còn đồng cảm thì sẽ không đi tu khổ hạnh. Hoàng hậu điện hạ không nên để chuyện này xảy ra đâu. Lệnh bài nhất định phải ngăn cản bệ hạ. Một khi sự than oán của dân chúng mà nổi lên, tai họa nhất định sẽ ập đến. Pasabati, thần thiếp thực sự cảm thấy rất bất an. Ngài có thể che giấu được hoàng hậu Maya không? Nếu như hoàng hậu còn sống thì sao đây? Đang nói gì vậy? Việc này là bất công bất nghĩa mà. Chỉ vì câu nói của tiên Asita thôi, ngài lại khiến cho dân chúng rơi vào cảnh loạn lại như vậy được sao? Chúng ta phải chấp nhận trả giá cho chuyện này là để có một tương lai tốt đẹp hơn hoàng hậu à? Tương lai của ai chứ? Tương lai của thái tử Siddhartha. Sao lại để cho dân chúng phải gánh chịu chuyện này? Thời gian hãy còn kịp mà. Xin bệ hạ rút lại mệnh lệnh, làm dân chúng phẫn nộ, khó giữ được cơ nghiệp. Như vậy thì bệ hạ có được gì đâu chứ? Là một vị vua của Kapilavastu, thái tử sẽ thống trị toàn cõi Bharata. Còn dân vì thái tử mà chịu khổ nạn, ngài nghĩ thái tử làm quốc vương có thể vui được sao? Ngài không thể tách ly thái tử với cuộc sống bên ngoài được. Điều kỳ diệu của cuộc sống vốn dĩ có mặt ở khắp nơi. Bệ hạ muốn thái tử không biết tới khổ đau, không biết tới chết chóc. Nhưng mà quanh năm mùa thu lá vẫn rụng, hoa lá điều tàn, làm sao có thể ngăn thái tử không thấy được những điều đó chứ? Hoàng hậu à, những lời nàng nói chỉ làm cho ta thêm rối bời thôi. Tình cha của ngài đã làm băng giá trái tim của ngài rồi. Thực thiếp chỉ mong mai sau con của chúng ta sẽ không cảm thấy hổ thẹn về những việc mà phụ vương của nó đang làm bây giờ. Hoàng hậu, nàng đừng quên rằng ta là cha của nó, ta có quyền quản dạy nó. Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho nó mà thôi. Nó không nên biết đến đau khổ chết chóc mà nghĩ đến chuyện đi tu. Truyền lệnh của ta, đóng tất cả các bãi hỏa táng trong thành Kapilavastu, cấm mọi hoạt động tang lễ. Trời ơi, là bơ hồng, đừng có đuổi chúng tôi đi mà. Buông tôi ra đi, buông tôi ra đi.
mà, làm ơn. Trời ơi, tôi xin các ngài không, bà hãy thả họ đi. Đấy là con muốn chứ, làm gì vậy nè? Hãy thả nó đi, không có bà nó sẽ không sống được. Bà đã mang bệnh mà các người cũng không tha. Nàng đừng quên, ta là cha của nó, ta có quyền quản dạy nó. Thưa hoàng hậu, bọn họ đúng là không còn tình người nữa mà. Kẻ tàn bạo làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của sự từ bi là gì chứ. Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Một bọn ta mới nói ra lời thề độc, chắc chắn sẽ có một ngày các người cũng sẽ rơi vào cảnh này. Người vì thái tử mà ép buộc chúng ta phải nuôi dưỡng gian tặc, rồi một ngày thái tử cũng bỏ người mà đi thôi. Đừng đánh ta, đừng cắt ngài. Khỏi đến từ lên tối cao, người còn đang chờ điều gì nữa sao? Sao người để bọn ác quạch thành như vậy? Trả lời đi, sao người lại im lặng? Người không nhìn thấy chúng con khổ đau hay sao? Xin hãy cứu chúng con thoát khỏi cảnh bảo tàng này đi, con xin người mà. Classica, người hãy nhìn đi, thái tử Siddhartha đang rơi lệ kìa. Đâu bệ hạ, trong kinh thành hiện giờ không còn người già, người bệnh và người thương tật nữa. Chưa chắc đâu. Còn ai nữa? Thái tử Siddhartha. Trước giờ thái tử chưa từng khóc khi đang ngủ. Mau cho gọi cửu y Sucha đến ngay. Tuân lệnh bệ hạ. Khổ đau không chỉ là trên da thịt mà còn trong tâm nữa bệ hạ. Vết thương ở trong tâm, bệ hạ làm cách nào để chữa trị đi? Sắc đế lị thì chỉ biết đến chiến thắng và vinh quang, không biết đến khổ đau. Thái tử chỉ mơ thấy ác mộng mới khóc trong lúc ngủ, dẫn tới nóng và sốt thưa bệ hạ. Bây giờ thần sẽ đi lấy vài món thuốc, xin người đừng quá lo lắng. Khanh không cần phải đi, ta sẽ cho người mang đến. Kể từ bây giờ, Khanh và cả gia đình Khanh chuyển vào cung ở cho ta. Khanh phải thường xuyên canh chừng xem trong cung có những ai nhiễm bệnh, dù đó là tâm bệnh hay là thân bệnh đi nữa, cũng không để họ đến gần. Những ai dám trái lệnh sẽ bằng tội chết. Mười năm trôi qua. Siddhartha,
đang ở đâu rồi? Devadatta, Siddhartha đâu rồi? Em ấy đang chơi ở trong giường đó hả?
Oh,